Những ngày qua, câu chuyện lùm xùm xoay quanh tịnh thất bồng lai hay còn gọi là thiền am bên bờ vũ trụ đang là đề tài được rất nhiều người quan tâm. Đặc biệt, cái tên Diễm My cũng nhận được nhiều sự tò mò của cộng đồng mạng. Gần đây, người chị họ của Diễm My hé lộ những dòng tin nhắn Nico Huyền Trân khoe với Diễm My rằng ở tính thất bồng lai có loài hoa quý 3.000 năm mới nở một lần, nên rủ thiếu nữ này tới đây xem. Câu chuyện lùm xùm xoay quanh tịnh thất bồng lai, hay còn gọi là thiền am bên bờ vũ trụ, được rất nhiều người quan tâm, đặc biệt là cô bé với tên gọi Diễm My cũng nhận được sự tò mò sau khi cha mẹ em xuất hiện trong livestream của nữ CEO Đại Nam để kể lại câu chuyện gia đình và mong mỏi con gái trở về. Trước đó, nữ CEO này đã mời bố mẹ và chị họ của Diễm My tới tận khu du lịch Đại Nam để trò chuyện. Trên sóng livestream chị họ của Diễm My đeo kính râm bị khẩu trang, do không muốn lộ diện nên đã lên tiếng kể lại thời điểm gặp Diễm My vào huyền chân năm đó. Người chị này cho biết cô đã đi cùng với em gái trong một chuyến đi từ thiện ở Vũng Tàu vào tháng 4 năm 2019. Nhưng thời điểm đó, cô không biết Huyền Trân là người của tỉnh Thất Bồng Lai, mà chỉ biết đây là giọng ca bước ra từ cuộc thi giọng hát Việt nhí The Voice Kids. Chị họ Diễm My kể lại, mình cũng hâm mộ Huyền Trân từ năm 2014. Thấy em là trẻ mồ côi nên cũng có chút lòng vị tha, tình thương với những người như em. Mình mới rủ My đi, tại My cũng ít tiếp xúc với mọi người, chỉ ở trong nhà mà thôi. Đáng chú ý, chị họ của Diễm My cho biết Diễm My ban đầu không phải đối tượng mà Huyền Trân nhắm đến, vì trong chuyến đi đó còn một cô gái khác. Tuy nhiên cô gái này có bạn trai đi cùng, nên Huyền Trân không trò chuyện hay tiếp xúc thêm nữa. Huyền Trân từng rủ cả hai chị em cô về tịnh thất bồng lai và giới thiệu đây là nơi có năm chú tiểu tham gia thách thức danh hài. Sự nổi tiếng khiến người ta chú ý hơn và làm mọi người muốn tới để xem như thế nào. Huyền Trân cũng nói ở chùa có một loài hoa quý, đó là hoa ưu đàm, 3.000 năm mới nở một lần. Huyền Trân với Diễm My gần bằng tuổi, nên nhiều lần nhắn tin dù đến. Mặc dù sau đó em có ngủ lại và khuyên can Diễm My, song em My không nghe. Chị họ Diễm My nói về lý do khiến hai chị em đến tịnh thất bồng lai. Chị họ Diễm My cho biết, từ đó cô cũng không đến tịnh thất bồng lai thêm một lần nào nữa vì bận học, bận đi làm. Đồng thời chị họ của Diễm My cho biết, từ ngày ở tịnh thất bồng lai, Diễm My thường bần thần, có thái độ khác hẳn, thường trước mặt cha mẹ biểu lộ một kiểu, sau lưng biểu lộ một kiểu, như liếc xéo và nói năng không lễ phép sau 2 năm gia đình đi tìm Diễm My trong vô vọng, khổ cực, trong buổi trò chuyện với bà Phương Hằng tại khu du lịch Đại Nam, cha mẹ Diễm My đã treo giải 1 tỷ đồng cho ai tìm được con gái mình. Trước đó trong ngày 24 tháng 10, sau thời gian dài con gái bạt vô âm tín, bố mẹ của Diễm My đã xuất hiện trong live stream và nhờ bà Nguyễn Phương Hằng giúp đỡ để làm sáng tỏ mọi chuyện. Là một người mẹ, nguyện vọng lớn nhất của em ở thời điểm hiện tại là tìm được con gái. Mẹ Diễm My đau lòng nói tại buổi trò chuyện vợ chồng anh Võ Văn Thắng khẳng định, đến hiện tại, Diễm My vẫn đang ở trong tỉnh thất bồng lai và gia đình vẫn kiếm đủ mọi cách để đưa con gái trở lại. Cả hai cũng đang cảm thấy dối bời khi không bảo vệ được thông tin sai lệch về con gái mình. Hai lần điện thoại về nhà, Diễm My để dùng sim giác nên bố mẹ không thể nào liên lạc được. Đến nay, mọi đường hướng tìm kiếm đều đi vào ngõ cụt. Trong buổi live stream ngày hôm qua 31 tháng 10, gia đình anh Thắng còn tuyên bố sẽ trao thưởng 1 tỷ đồng cho bất kỳ cá nhân đơn vị nào tìm thấy con gái mình. Trước những nghi vấn về tung tích của cô gái này, trao đổi với Hoàn Nguyên, người sống tại Thiền Am bên bờ vũ trụ, tiền thân là Tịnh Thất Bồng Lai ở ấp Lập Hòa, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An để tìm hiểu rõ. Ông Hoàn Nguyên cho biết, nếu nữ CEO muốn tìm Diễm My thì cô nên hỏi thêm mấy thầy ở đây, hỏi cả Diễm My rằng cô bé đã sống với gia đình như thế nào, nguyện vọng bây giờ ra sao. Còn về cha mẹ Diễm My, nếu muốn tìm em ấy thì phải xử lý ở phía Diễm My, chứ tại sao suốt nhiều năm lại gây dối đặt điều rằng thiền am dụ dỗ. Tôi hỏi thật bạn, chuyện đi tu, nếu bạn không tin thì giờ tôi dụ dỗ như thế nào? Diễm My khi ấy đã 22 tuổi, bạn ấy hướng Phật nên vào khóa tu mùa hè đã gặp được Huyền chân Hai đứa hợp nhau, thấy thiền am thoải mái thì đưa về đây tu, mà không ở đây thì cũng sẽ ở chùa khác. Mọi chuyện chỉ đơn giản như vậy, nhưng gia đình Diễm My lại cứ tin rằng thiền am đang cho uống bùa mê. Đến ngày 22 tháng 10 năm 2019, tôi còn nhớ Diễm My gọi điện về cho thầy Tùng Vân nói. Thầy ơi con đi 3 tháng rồi, nên chắc ba con không bắt con về nhà nữa đâu. Thầy xin ba con cho con ở Thiền Am để tu, lâu lâu ba xuống thăm. Thế là sư phụ gọi điện trình bày với gia đình. Mới 9 giờ sáng, Diễm My về tới nơi, thì 11 giờ trưa gia đình Diễm My đã xuống. Cả ngày ngồi thuyết phục con bé trở về nhà. Con bé thấy không ổn, tha thiết mong muốn cho ở lại Thiền Am tu, nhưng không thành. Nên đã tìm cách xin đi toilet, rồi lèn ra cửa chính trốn. Thế là ngày 24 tháng 10 năm 2019, bố mẹ Diễm My kéo người xuống, lục tung từng phòng, từng gầm giường, kẽ tủ để tìm người. Tất cả đều có clip ghi lại, nhưng có tìm thấy Diễm My đâu. Tới tận bây giờ thì Diễm My đã cắt đứt liên lạc với Thiền Am, thậm chí đã để lại email nhưng không có phản hồi. Nói thêm về những lần bị nhiều người gửi đơn tố cáo đến cơ quan chức năng, ông Hoàn Nguyên giải thích. Về trường hợp cô Trần Ngọc Xuân, mọi người nói bỏ nhà đi tu. Hiện tại cô ấy vẫn sống tại Thiền Am, Thậm chí ba ruột của cô ấy còn mong mỏi cô ấy tu tại đây và đang gửi đơn thưa những người đã bôi nhọ cô. Riêng tin đồn là có bầu, có con. Ngọc Xuân đã nói với chúng tôi sẵn sàng đi kiểm tra trinh tiết để kiện người đã phu khống mình. Trước khi năm chú tiểu nổi tiếng, chắc mọi người không biết gì về thiền am. Thế nhưng ba bốn năm nay, tự hỏi mọi người nêu ra điều gì mà chúng tôi đã làm trái đạo đức, trái xã hội hay không? Nào là nuôi dạy các chú tiểu ngoan ngoãn để làm gương cho các bé trên đất nước mình? Nào là đem những đạo hạnh, tài năng đi giúp đời Cả một đời Thiền An đều sống đàng hoàng, chưa bao giờ vi phạm pháp luật, không động chạm ai, gây hại ai cả. Và nhiều ngày trước, trên mạng xã hội TikTok, dân mạng đang truyền tay nhau đoạn clip ghi lại cảnh nữ sinh Diễm My ngồi tại tịnh thất Bồng Lai, vây quanh là các sư thầy và người đứng đầu ông Lê Tùng Vân. Theo nội dung đoạn clip ghi lại, Diễm My bày tỏ thái độ sợ sệt lo lắng thấy rõ. Đồng thời, nữ sinh bật khóc và xin ông Lê Tùng Vân rời khỏi tịnh thất Bồng Lai. Diễm My cho biết cô không muốn ở lại tỉnh thất bồng lai nữa, mà muốn vay tiền rồi ra ngoài sống tự lập. Tuy nhiên, ngay khi nữ sinh này vừa bày tỏ mong muốn này, thì ông Lê Tùng Vân đã cả đi. Ông nói, đã về đây thì đừng tính chuyện mượn tiền rời khỏi đây nữa. Ở lại đây các thầy sẽ bảo vệ con. Con về đây, không ra đường để tránh bị hãm hiếp. Con cứ ở đây, thầy lên công an thầy xin tạm trú cho. Tiếp đó các sư thầy ngồi kế Diễm My bắt đầu lên tiếng can ngăn, vẽ ra viễn cảnh bên ngoài có nhiều cám dỗ Tiền cho vay thì nữ sinh tiêu bao nhiêu rồi cũng hết. Và năn nỉ nữ sinh này ở lại tịnh thất bồng lai. Lúc này người quay clip nói, con nói thử xem, con có điều gì không hài lòng hay sợ sệt mà con lại khóc. Diễm My mếu máu trả lời, dạ không có gì hết. Qua tìm hiểu, đoạn clip này được cắt từ video dài 54 phút, đăng tải trên Youtube, năm chú tiểu vào tháng 12 năm 2020. Được biết, Diễm My có xin phép ba mẹ xuống tịnh thất bồng lai vào hồi giữa năm 2019. Kể từ đây Diễm My bắt đầu ghét bỏ gia đình, không muốn trở về nhà. Thay đổi hoàn toàn tính cách khiến cha mẹ vô cùng phiền lòng. Cách đây ít hôm, trong live stream của bà Nguyễn Phương Hằng, vợ chồng ông Võ Văn Thắng, cha ruột của nữ sinh Diễm My khẳng định, đến hiện tại Diễm My vẫn đang ở trong tịnh thất bồng lai. Theo ông Thắng, gia đình đã mòn mỏi, tìm đủ mọi cách và chờ đợi 3 năm để đưa Diễm My trở về. Đã có lúc gia đình cảm thấy tuyệt vọng, tuy nhiên đến bây giờ gia đình vẫn đang nỗ lực để tìm lại con gái trước những cáo buộc của cha mẹ nữ sinh Diễm My, Nhất Nguyên. Một trong các đệ tử của ông Lê Tùng Vân đang sinh sống tại tỉnh Thất Bồng Lai, lên tiếng phủ nhận. Đồng thời chia sẻ, từ lâu rồi chúng tôi không liên lạc, cũng không có tin tức gì về Diễm My. Ông Võ Văn Thắng vẫn luôn nghi ngờ rằng con bé tu tập ở đây, nhưng thực sự không có. Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ Diễm My về chỗ ăn ở, việc tu tập, nhưng con bé không muốn làm ảnh hưởng đến các thầy. Thưa quý vị và các bạn, những câu chuyện tại tỉnh thất Bồng Lai đang dần được hé lộ về cuộc sống đời tư của sư thầy, ông nội và các đế con nhang đệ tử, đặc biệt sự mất tích bí ẩn của Diễm My. Thưa quý vị, những thông tin liên quan đến những vấn đề an ninh trật tự xã hội, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật và đưa đến cho quý vị những thông tin mới nhất. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!